phim Nhân gian chữ ảnh. Tập 7. Con khờ quá. Tại sao con cứ hay suy nghĩ bậy bạ như vậy? Con và thiếu gia, hai người đã chơi chung với nhau từ thuở nhỏ. Con có biết đó gọi là gì không? Gọi là thanh mai trúc mã, đôi bạn trẻ thơ. Nghĩa là sao? Thì là đôi bạn trẻ thơ đó. Ồ. Tình cảm của hai người vốn không ai có thể thay thế được đâu. Trong lòng cậu ấy có con, không cần phải lo đâu. Nếu trong lòng huynh ấy thật sự có con, như vậy tại sao sau khi huynh ấy tỉnh dậy, vừa mở mắt ra lập tức tìm cửu muội chứ? Tại sao trong lòng huynh ấy chỉ có cửu muội vậy? Trời ơi, chẳng phải cha đã nói với con rồi, này thiếu gia vẫn còn trẻ, cho nên vốn không hiểu gì về tình yêu hết á. Chuyện của họ chỉ là nhất thời thôi, không bao lâu sau cậu ấy sẽ cảm thấy con mới là người thích hợp nhất. Hả? Dạ. Có phải cha đang gạt con không? Hay là cha chỉ nói cho có lệ thôi? Tất nhiên là thật rồi, có khi nào cha gạt con đâu. À, con đừng có khóc, mau lau nước mắt đi. Ồ. Con gái à, cha đây vẫn hy vọng con đến lớp đào tạo dâu hiền để tu nghiệp, tu nghiệp đó. Lớp đào tạo dâu hiền? Đúng vậy. Hôm trước, chẳng phải cha đã nói với con về lớp đào tạo dâu hiền sao? Ý của cha muốn con đến lớp đào tạo dâu hiền này là cố gắng siêng năng học tập, còn phải học cho thành đạt tất cả mọi yêu cầu vốn có của một đứa dâu hiền. Như vậy con sẽ củng cố địa vị tại Lưu gia này. Đến lúc lão gia và phu nhân kén dâu hả, con nhất định sẽ là người lý tưởng được chọn. Không ai có thể giành mất thiếu gia của con đâu. Ừ. Dạ, con đã hiểu rồi. Con khiến người ta không thể giành mất thiếu gia của con. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ cố gắng học tốt lớp đào tạo con dâu hiền. Tại sao cửu muội lại là tiểu hồ yêu năm xưa vậy? Tại sao lúc đào tôi cũng chậm hơn tứ hỷ một bước? Cho dù tôi đã siêng năng hơn hắn gấp 100 lần. Con trai, con chưa ngủ hả? Mẹ có thể vào được không? Mẹ cứ vào. Sao con tiều tụy quá vậy? Con tới tư thục gặp chuyện không được như ý sao? Dạ không. Con trai, ta là mẹ của con, là người duy nhất toàn tâm toàn ý tốt với con trên đời này. Cho nên con có chuyện gì con phải kể cho mẹ nghe đó. Mẹ à, vậy mẹ cho con biết rốt cuộc cha con đang ở đâu? Tại sao con họ Hạ mà phải sống ở trong Lưu gia vậy? Liên quan tới chuyện cha con, mẹ không có gì để nói. Nhưng mà chuyện mà mẹ muốn hiểu là Lưu gia là nhà của con, trong con có mang dòng máu của Lưu gia, cho nên con không được xem mình như người ngoài. Nhưng mà con thua tứ hỷ về mọi mặt. Con hãy tin mẹ, miễn sao thứ con cần, sau này mẹ sẽ cho con hết. Cha, khoảng thời gian con không ở Lưu gia, cha phải bảo trọng sức khỏe, ăn uống đúng cử cha nhớ nha. Còn nữa, ban đêm đi ngủ cha nhớ phải đắp mền đó, đừng để cảm lạnh nha. À, con yên tâm, cha nhớ rồi. À, Kim Châu à, thế nào, con có thật là không muốn cha vô báo cho thiếu gia biết hay không? Không cần. Con nghĩ cha con học xong lớp đào tạo con dâu hiền, tốt nghiệp trở về, con muốn cho thiếu gia thấy một Kim Châu hoàn toàn khác. Bây giờ con đây chỉ biết khóc lóc, không nên, không hay đâu. Kim Châu à, con gái của cha khôn ngoan hiểu chuyện như vậy, còn một lòng si tình vì thiếu gia. Nếu như ông trời có mắt thì nên cho con được thỏa mãn cuộc hôn nhân này mới đúng. Sẽ được, ông trời nhất định sẽ giúp con. Cha, con không nói nhiều nữa, con xin phép. Con đi đường cẩn thận nha. Con nhớ phải bảo trọng nghe chưa? Hả?
Mẹ, càng ngày mẹ trẻ trung xinh đẹp hơn đó. Mẹ xem kiểu tóc mà hôm nay con chải cho mẹ, mẹ có hài lòng không? Đẹp lắm, hài lòng lắm. Đại muội à, hiện đi tam muội và tứ muội sao rồi? Họ gây cấn với nhau cũng đã lâu. Mẹ nói họ đó hả? Sau khi mẹ bỏ đi, hai đứa nó vẫn tiếp tục cãi nhau ôm sờm luôn. Nhưng mà dạo này hình như đã đình chiến rồi. Có lẽ do mệt mỏi đó. Đình chiến là tốt. Nếu không hai đứa nó, một người thì chân mày trường thọ, người kia thì lông mi phúc đức. Đúng là tức chết đi thôi. Nói tụi nó làm hồ yêu cũng làm mất mặt chúng ta. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Tam muội và tứ muội tham đẹp như vậy, vì nét đẹp của mình, con khẳng định họ sẽ xin lỗi đối phương thôi. Ừ, vậy là tốt. Ừ. Đại muội à, khí hậu hôm nay hình như là ngày đẹp trời, chúng ta ra vườn đi dạo đi con. Ừ. Mẹ, mẹ nhìn bên kia xem có đẹp không? Phải, nó thật sự rất là đẹp. Tỷ tỷ. Mẹ, mẹ nhìn kia. Lại đây. Trời ơi, tỷ tỷ. Lại đây. Tỷ tỷ. Trời ơi. Ôi trời. Trời. Ở đây tỷ tỷ. Trời ơi, muội muội, ta xin lỗi muội. Lỗi là do ta làm hại đến dung nhan của muội, lại có bộ lông mi như vậy. Lỗi do tỷ hết, tỷ xin lỗi muội. Đệ muội quả nhiên suy đoán như thần, tam muội và tứ muội vì tham đẹp nên chủ động làm lành với nhau. Đa tạ mẹ quá khen. Thực ra đối với hồ yêu mà nói, tham đẹp quan trọng hơn tất cả. Ta xin lỗi. Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa, muội nín đi. Cần bà, đừng khóc nữa mà. Mẫu hậu. Tam muội, tứ muội, tụi con đã biết lỗi chưa vậy? Hà Nhi biết lỗi rồi. Mẫu hậu, cho con xin, mẹ mau biến bộ lông mi của tứ muội trở lại bình thường đi. Mẫu hậu, Hà Nhi thật sự biết lỗi rồi. Con xin mẹ giúp chân mày của tam tỷ trở lại như xưa đi. Trời ơi, các con đó nha, nếu như dành thời gian cho việc tu hành như vậy thì tốt biết mấy. Lần này ta tha cho các con, nếu như còn lần sau như vậy sẽ không dễ đâu. Con biết rồi, con biết rồi. Con bình thường rồi nè, con bình thường rồi. Đa tạ mẹ. Các con phải luôn ghi nhớ bài học này. Nếu mình không muốn thì đừng gieo cho người ta. Tỉ muội ruột thịt là phải tương thân tương ái. Các con nhớ chưa? Dạ, con sẽ nhớ rồi nhớ. Mà mẹ. Đi thôi. Mẹ, đi cẩn thận nha. Đi thông thả nha. Đi cẩn thận cho mẹ. Mẹ, cẩn thận. Nè, Dạ Quyển ca. Nè nè nè, Quynh đừng sủa nữa. Quynh còn sủa nữa sẽ đánh thức người của Lưu gia luôn đó. Cửu muội, thương tích của muội thế nào, thấy đỡ hơn không? Quynh xem, tôi không sao rồi. Tôi đã hoàn toàn hồi phục, yên tâm đi. Vậy được, chúng ta đi về Linh Sơn Cung. Ê, không được, không được, không được đâu. Dạ Quyển ca, tôi không thể nào đi về được. Tại sao vậy? Dạ Quyển ca, Quynh chứng kiến tôi trưởng thành từ nhỏ, cho nên Quynh phải biết là từ xưa đến giờ đều có một người xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi ngày đêm mong nhớ người đó, hy vọng có thể gặp lại. Bây giờ tôi đã biết rồi, thì ra người đó chính là Tứ Hỷ, nên tôi không thể nào rời xa Quynh ấy. Sao muội có thể nói đùa như vậy hả cửu muội? Lưu Tứ Hỷ là con trai của Lưu gia, là kẻ địch của Linh Sơn Cung, tại sao cô có thể ở bên hắn ta được? Trời ơi, Tứ Hỷ không như họ đâu. Tứ Hỷ rất là hiền lành, Quynh ấy không làm hại tôi đâu. Ai nói hắn không làm hại cô? Lưu gia là người chuyên giết hồ yêu đó. Nếu hắn biết cô là con của hồ yêu, hắn không lột da cô mới lạ. Không đâu, Quynh ấy vì cứu tôi xém chút đã hy sinh mạng sống của mình. Quynh ấy không làm hại tôi đâu. Cho dù hắn không làm hại tới cô, nhưng không đồng nghĩa người nhà của hắn cũng không giết cô. Đến lúc cả gia đình của hắn đòi đối phó cô sẽ làm như thế nào? Cửu muội, bản thân cô phải suy nghĩ kỹ. Lưu gia và hồ yêu là đối địch với nhau, cho dù hai người thật lòng yêu nhau thì cũng không thể đến với nhau được. Cửu muội, và vẫn còn một chuyện. Thôi đi, thôi đi, Quynh đừng nói nữa. Chuyện của bản thân tôi, tự tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó. Quynh mau đi về đi, tôi cũng phải vô nhà rồi. Ê, của muội. Quynh tính ra ngoài hả? Tôi đang tìm cô nè. Ê,
Sao sắc mặt cô khó coi quá vậy? Chẳng lẽ nội thương của cô lại tái phát sao? Tôi không sao. Tôi có chuyện muốn nói với huynh nè. Chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh đi ha. Được, huynh đi theo tôi. Nè. Sao huynh ngốc như vậy chứ? Cho cao như vậy sao? Ngồi đi, ngồi đi. Sợ quá. Được rồi, mau ngồi đi. Đúng là đồ chết ngắt. Nè, cửa muội à, chỗ này không có người qua lại nữa. Cô có tâm sự gì cứ nói với tôi đi. Chờ một chút. Hả? Nè, sao cô gắn nút chùi thành thật lên mặt tôi vậy? Đương nhiên là tôi mong huynh nói lời thành thật rồi. Có khi nào tôi nói dối đâu. Nói đi. Vậy thì tôi muốn được biết rõ, huynh nói là huynh không muốn bắt Hồ Yêu, có phải là thật không? Tất nhiên là thật rồi. Tôi đã chán ghét cuộc sống giết hại lẫn nhau lắm rồi đó. Tôi hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình bên nhau. Như vậy chắc phải tốt hơn sao? Câu này là nói thật đó. Như vậy rất là tất được. Tất nhiên là nha. Thật rồi. Vậy đến lượt tôi hỏi cô đó. Hỏi đi. Ê. Nè. Cô cho tôi hỏi. Cô đó, mục đích mà cô tới nhà này có phải muốn tìm tôi để hút tinh khí không? Phải. Nhưng bây giờ không còn nữa. Quả nhiên cô không nói dối. Nếu như cô không hại tôi nữa, tại sao cô phải ở lại đây? Tôi phải ở đây để bảo vệ cho huynh. Cái tên Hắc Đại Dương đó, hiện giờ hắn ta đang nhìn chằm chằm vào huynh đó. Hắn mà tìm được cơ hội thì sẽ ăn thịt của huynh liền. Cho nên tôi phải bảo vệ cho huynh. Nói như cô vậy, bây giờ chúng ta là bạn rồi sao? Đương nhiên là vậy rồi. Như vậy quá tốt đó. Bây giờ tới lượt tôi nha. Được. Ê, cô hỏi đi. Câu hỏi của tôi đó là, rõ ràng huynh biết tôi chính là Hồ Yêu, tại sao huynh phải giúp tôi che giấu thân thế vậy? Tôi phải bảo vệ cô. Nếu như cha mẹ tôi biết cô là Hồ Yêu, họ sẽ lập tức bắt cô ngay. Vậy nếu như cha mẹ của huynh biết được tôi chính là Hồ Yêu, huynh tính làm sao đây? Tôi sẽ bảo vệ cô. Cho dù hy sinh tính mạng của tôi vẫn phải bảo vệ cô. Tôi hỏi xong rồi đó. Vậy tôi hỏi cô nha. Tôi gắn lên đây. Nghe cho rõ đây. Không may có một ngày á, tôi rơi vào tay của mẹ cô, bà ấy đòi hút tinh khí của tôi, cô sẽ làm sao? Đương nhiên tôi sẽ cầu xin bà ấy đừng hút tinh khí của huynh. Nếu bà ấy không chịu thì sao? Nếu bà ấy không chịu tha cho huynh thì vậy tôi sẽ chết chung với huynh luôn. Tôi hẹn lại kiếp sau đền ơn dưỡng dục cù lao của mẹ tôi. Không ngờ cô chấp nhận chết vì tôi. Tất nhiên rồi. Chẳng phải huynh vừa mới nói là huynh chấp nhận sẽ chết vì tôi hay sao? Tới lượt tôi hỏi huynh. Vậy bây giờ trong thâm tâm của huynh thật ra xem tôi như là cái gì của huynh vậy? Nói đi. Sao mặt huynh đỏ lên vậy? Tôi đâu có đỏ mặt, cô nhìn lầm rồi. Có đó, mặt huynh đỏ ao luôn rồi kìa. Tôi không có đỏ mặt, không có. Chuyện gì vậy? Nói rồi thành thật, xì khói rồi, xì khói rồi kìa. Cho. Đẹp quá đi. Đẹp thiệt đó. Để mình giúp họ tăng thêm bọt không khí. Wow, đẹp quá. Đẹp thiệt, đúng vậy. Tôi nói huynh hay. Từ nhỏ tới giờ tôi thích nhất chính là pháo bông đó. Tôi cũng vậy. Cho còn nữa kìa. Đẹp quá đi. Đẹp ghê. Đẹp thiệt đó. Ai vậy? Đứng lại. Đẹp kìa. Bên kia càng đẹp hơn nữa kìa. Cho bên này cũng đẹp nữa. Tứ Hỷ à, đa tạ huynh nha, cho tôi coi được nhiều pháo bông đẹp như vậy. Không có gì. Thôi được, không muốn nữa, đi ngủ. Ê, ai không biết điều như vậy chứ, nửa đêm còn bắn pháo bông. Ra ngoài xem. Để ta. Huynh xem kìa, đẹp quá đi. Đúng vậy.
Tư Hỷ. Nè, hai người kia leo lên nóc nhà làm gì? Xuống đi. Trời ơi, có chuyện gì vậy cha? Còn mau xuống đi, nếu không hắt lại giường ăn thịt con như điểm tâm. Cha, cha không nên căng thẳng như vậy, tụi con chỉ xem pháo bông thôi mà. Nửa đêm nửa hôm mà leo lên nóc nhà. Chân khí mà mình cho Hắc Đại Dương phải nhờ luyện công để lấy lại, quả nhiên không dễ chút nào. Dù trao đổi này nhất định là không thể lỗ được. Đứng lại! Còn chạy nữa hay không? Không ngờ là tên uy tín như ngươi cũng chạy nhanh lắm chứ. Do con giả quyển như ngươi chạy quá chậm mà thôi. Tại sao ngươi lại biết ta là giả quyển? Cửu muội kể cho ta nghe. À, cô ấy kể như vậy nè: tổng quản nhà tôi giả quyển ca. Bộ ngươi muốn chết có phải không? Ê, ta không muốn chết, chỉ muốn tìm kẻ lén la lén lút như ngươi thôi. Nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà chủ nhân của ta, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta không muốn gì hết, chẳng qua ta muốn bảo vệ cửu công chúa. Bảo vệ cửu công chúa? Lạ thật, một tên khuyển yêu như ngươi tại sao lại đi theo lũ hồ yêu chi vậy? Tuy ta là khuyển yêu, nhưng yêu dương có ân với ta. Ta phụng mệnh yêu dương trưởng quản tất cả mọi việc của Linh Sơn Cung, cho nên bảo vệ cửu công chúa tất nhiên là bổn phận của ta. À, vậy sao? Nhưng mà sao ta cảm thấy quan hệ giữa ngươi và cửu muội hình như không chỉ là quan hệ chủ tớ vậy? Sao, vừa rồi ngươi chạy khá nhanh, nhưng nói chuyện lại cà lâm. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Được, vậy thì ta sẽ nói thẳng ra. Ngươi thương cửu muội có đúng hay không? Ta không hiểu ngươi vừa nói gì. Ê trời, vừa rồi ngươi chạy cũng khá là nhanh, nhưng mà nói chuyện lại cà lâm. Ngươi có chuyện gì á thì cứ nói thẳng ra đi. Phải, ta thương yêu cửu công chúa. Như vậy thì sao, mắc mớ gì tới ngươi? Ê trời, giả quyển ngươi không nên lãng phí thời gian nữa làm gì. Ta cho ngươi hay nè, thiếu gia và cửu muội họ có nhân duyên ba kiếp. Kiếp này họ đã định phải đến với nhau rồi. Nhân duyên ba kiếp? Tại sao ngươi lại biết được? Ê, tại vì... Ê trời, nói chung là ta biết rõ chuyện này, ta chỉ tốt bụng cho ngươi biết thôi. Đừng để sau này cho đi hết tất cả, rốt cuộc chỉ đổi lại bằng xót xa và nước mắt mà thôi đó. Ngươi tưởng mình lại? Chuyện của ta ngươi đừng có xen vào, ngươi là Nguyệt Lão à? À, ta không phải là Nguyệt Lão, nhưng mà ta chơi thân với ông ấy lắm. Vui lắm sao? Ta cho ngươi hay, không nên xen vào chuyện của ta, cũng đừng đi theo ta. Ê trời, chạy nhanh như vậy nên tính sao đây? Tại sao số đào hoa của thiếu gia và cửu muội lại mạnh mẽ như vậy, muốn cắt đứt không được? Phen này rắc rối lắm đây. Cửu muội và tên tiểu tử đó có nhân duyên ba kiếp, vậy còn giả quyển ta, ta và cửu muội là có quan hệ gì? Thì ra là tên phản bội nhà ngươi. Giả quyển ca, cuối cùng ta đuổi kịp huynh rồi. Ngươi muốn làm gì? Dạ quyển ca không nên căng thẳng như vậy. Tên phản bội như ngươi lòng đầy giả tâm, lòng dạ độc ác, ai nấy đều biết. Ngươi kêu ta làm sao yên tâm cho được? Dạ quyển ca, chúng ta gặp nhau ở trong rừng, trai đơn gái chiếc, cớ sao phải căng thẳng vậy làm gì? Tại sao lại không thể tâm sự cùng nhau? Ai thèm tâm sự với ngươi chứ. Dạ quyển ca quả nhiên là người đàn ông chung thủy. Yên tâm, hôm nay ta đến không phải gây rắc rối cho huynh đâu. Có chuyện gì cứ nói xong đi ngay. Ta đến gặp huynh để bàn chuyện hợp tác thôi. Hợp tác? Giữa ngươi và ta có gì để hợp tác chứ? Dạ quyển ca, tại huynh không biết thôi, con người như huynh khôi ngô tuấn tú, trí tuệ hơn người. Ở yêu giới chúng ta không ít người đẹp phải siêu lòng của huynh. Thôi, chỉ tiếc là xưa nay huynh chỉ để ý một mình cửu muội. Nhưng theo như ta nghĩ, hai người đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nếu vậy thì đã sao? Ngươi có ý đồ gì? Dạ quyển ca, từ tài năng tới tướng mạo của huynh so với tiểu tử nhà họ Lưu hơn gấp vài trăm lần. Nào ngờ hắn đóng vai Trình Giảo Kim chiếm đoạt tình yêu của huynh. Tại vì ta cảm thấy chướng mắt,
cho nên muốn giúp huynh một tay. Nếu ngươi tốt bụng muốn giúp ta một tay cũng được, ngươi kể cho ta nghe đi. Tất nhiên rồi, ta không phải là giúp huynh vô điều kiện. Nè, ta giúp huynh dẫn cửu muội mà huynh yêu thương đi khỏi, còn huynh giúp ta tóm cổ Thứ Hỷ, huynh thấy sao? Vậy ta hiểu rồi. Đứng nói nãy giờ cứ y như cô muốn giúp ta vậy, nhưng thật ra cô cũng vì lợi ích của riêng mình. Vậy thì có sao, chúng ta đều có mục tiêu riêng. Đạt được mục tiêu của mình tìm việc tốt cho cả hai. Tôi lấy làm tiếc, tôi là người của Linh Sơn, không thể nào hợp tác với người của Hắc Thi Lâm như cô. Cô hãy quên chuyện đó đi. Quỳnh nói thật đó chứ, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn nữa. Cho dù cô có hỏi tôi 10 lần hay 100 lần tôi đều trả lời như vậy. Cô xéo về Hắc Thi Lâm đi. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tiếp chiêu. Ngươi dễ mắc lừa thiệt. Ta cho ngươi biết lợi hại của mê hồn pháp ta. Ai biểu ngươi không chịu hợp tác cùng ta? Bây giờ đã biết lợi hại của ta chưa? Con chó dại này nặng thiệt á. Thiệt Trinh, cô đưa con chó dại này về đây làm gì? Đại Dương, tại người không biết thôi. Tên Dạ Khuyển này, hắn là kẻ si tình, hắn si mê cửu công chúa. Ta chỉ cần lợi dụng nhược điểm này là có thể chế ngự tinh thần của hắn. Vậy sau này Dạ Khuyển sẽ là người của Đại Dương. Thiệt Trinh của ta chẳng những xinh đẹp mà còn rất là thông minh nữa. Rất hay, anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Thật không ngờ con chó này ngang nhiên có thể chống lại mê hồn đại pháp của cô. Thiên Kinh, bổn vương sẽ giúp cô một tay. Đại Dương. Tiểu thơ. Dạo này xui xẻo thiệt, không có người đeo đuổi đã đành. Tiền tiêu xài do mẹ cho mình càng ngày càng ít đi. Cũng tại nó, nút ruồi xui xẻo đáng ghét. Sau khi có nút ruồi khó hiểu đó, tôi làm chuyện gì cũng không được như ý. Đúng là tức chết đi tôi. Tức chết đi. Huynh sao vậy? Ủa, sao huynh ấy lại đỏ mặt vậy? Từ hồi nhỏ tới giờ mình chưa thấy huynh ấy đỏ mặt. Cửu muội à, không ngờ nút ruồi thật thà đó ngoài việc có thể cho Lưu Ngữ một bài học ra, nó còn có khả năng thú vị như vậy. Trời ơi, chẳng phải kêu huynh đừng nhắc nữa sao? Hả? Không được nhắc nữa. Được. Hay lắm. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do cửu muội gây ra. Tức chết đi tôi. Ngàn gì dám chọc phá bổn tiểu thư. Nè, bất luận thế nào phép thuật của cô cũng khá lợi hại. Tôi nghe cha tôi kể, hồ yêu ai nấy cũng võ công cao cường, còn biết tự chế pháp bảo. Có đúng vậy không? Trời ơi, chúng tôi đâu có lợi hại như vậy. Huống hồ gì, những pháp bảo do tôi tự chế, tất cả chủ yếu là để chọc cho mẹ của tôi và tỷ tỷ tôi được vui mà thôi. Sao mà bằng huynh được? Sao có thể so với pháp bảo của Lưu Gia huynh được chứ? Pháp bảo của Lưu Gia huynh thật sự rất là lợi hại. Nó có thể bắt được hồ yêu như chúng tôi đây.
cô không cần lo lắng. Pháp bảo mà Lưu Gia chúng tôi để bắt hồ yêu á, không làm hại tới kẻ vô tội đâu. Không như cô vậy. Tôi vẫn thích những pháp bảo do chính cô tự chế nhiều hơn. Thật sao? Tất nhiên. Hay lắm. Rốt cuộc hôm nay tôi đã khám phá được một bí mật lớn động trời như vậy. Cửu muội ơi cửu muội, phen này ta sẽ tính với ngươi từ nợ cũ cho tới thù mới luôn. Pháp bảo nhà huynh đúng được. Là lợi hại thiệt. Ta nhất định phải gia nhập vào đại đội bắt hồ, làm cho con hồ yêu ngươi lộ rõ nguyên hình. Tới lúc đó đừng nói là tiền tiêu xài. Ta có đòi thêm thứ khác thì mẹ cũng sẽ đưa cho ta thôi. Như vậy nè, tôi thấy cha tôi hay làm vậy nè. Nhưng mà vẫn là chúng tôi lợi đúng hại vậy. Một bậc. Vừa rồi nhận được tin tức làm gì vậy? Nói hồ yêu đang ở phủ đệ Quyền Lĩnh. Lát nữa chúng ta sẽ đi bắt hồ yêu. Mọi người phải cẩn thận đó, đừng làm hại người khác, nghe rõ chưa? Dạ. 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 Mọi người chuẩn bị đi bắt hồ yêu sao? Đúng vậy, cha mới nhận được tin tức. À, cha, con rất muốn tham gia vào đại đội bắt hồ. Cha, đúng là chuyện mới lạ. Đại tiểu thư của Lưu Gia ngang nhiên đòi học bắt yêu à? Cửu Nhi, bộ con điên rồi sao? Thường ngày con chỉ giỏi sửa soạn trang điểm, sao hôm nay lại đòi tham gia đại đội bắt hồ? Cha, sao cha lại nói như vậy? Từ nay con đều cảm thấy hồ ly tinh là thứ đáng ghét nhất. Giả lại con còn là thành viên trong Lưu Gia nữa, cho nên con phải có trách nhiệm. Trời ơi, đúng lúc hôm nay có cơ hội được theo mọi người học hỏi, tất nhiên con không bỏ qua cơ hội rồi. Trời ơi cha, con đang thiếu tiền xài, con cần phải đi làm để kiếm tiền tiêu xài đó. Thường ngày cha thấy con hay theo đám công tử nhà giàu đi chơi, sợ con sẽ gây ra tai họa, trên bộ con đã đổi tánh rồi ha. Cha đang khen con hay là trách con vậy? Khen con. Không ngờ trong lòng của con còn nghĩ đến chuyện bắt hồ yêu. So với ca ca của con tiến bộ hơn chút. Lưu Ngữ, con mà bắt hồ yêu gì? Thường ngày có thấy con luyện công bao giờ đâu, bây giờ đã bắt hồ yêu, có chừng hiểu ăn thịt con luôn đó. Mẹ à, chuyện gì cũng trước lạ sao quen mà. Quan trọng là con có chịu học hỏi, có lòng cầu tiến hay không mẹ. Không cho đi. Ngữ Nhi của chúng ta lớn khôn rồi. Đại ca, xem ra đại đội bắt hồ của chúng ta có người thừa kế rồi. Hy vọng Lưu Gia chúng ta thật sự có người kế thừa. Con thấy trong tay mọi người đều có pháp bảo, có thể cho con xin một cái được không? Con muốn đi thật sao? Mọi người chờ tôi một chút, đi theo cha. Dạ, con xin phép nha mẹ. Đi. Con gái à, tầng hầm này là dùng để cất giữ pháp bảo. Mấy trăm năm qua tổ tiên của chúng ta từng sử dụng. Cha đưa con đến ra mắt mọi thứ đó. Dạ, cái này lợi hại lắm đó. Biết bao nhiêu món pháp bảo, con thấy cái này là thích hợp với con đó. Tất cả mọi pháp bảo ở đây, kể cả thần chú của nó, cách sử dụng, thụ ứng, mọi thứ đều không như nhau. Mọi thứ đều khác nhau sao? Đúng vậy. Nhưng mà con mà học hết mấy đống đồ này, con phải học đến ngày tháng năm nào, học đến tóc bạc cũng không học hết đó. Ai bắt con học nhiều vậy chứ? Con đưa cái này cho cha. Đưa cha. Hả? Đưa cho cha đi hả? Ồ. Đưa cho cha. Nguy hiểm lắm đó. Cái này nghe. Con chờ một chút. Ở trong này có một cuốn sách, nó đã ghi chép toàn bộ pháp bảo nhập môn sơ cấp, cách sử dụng, thần chú và thủ ấn, tổng cộng có 300 loại. Khi nào mà con ở không thì tự học lấy đi nha. Trời ơi, 300 loại hả? Không cần đâu, không cần, quá nhiều đó. Nếu không con học 30 loại. Trời ơi, cha. 3 loại. Cha, con chờ một lát. Con gái của cha đột xuất gia nhập vào đại đội bắt hồ. Nếu như cha bắt con phải học hết tất cả mọi thứ, con phải đến ngày nào mới có thể gia nhập đây chứ? Cha, cha có loại nào tóc hành không? Có nghĩa là không cần học thần chú, giải lại cách thao tác pháp bảo đơn giản nhất luôn. Tóc hành có. Là loại gì vậy? Nè. Hả? Cái này có sẵn đây. Cái này hả? Cái này là cái gì vậy? Ủa? Cái này là Hoàng Nguyên Yên. Y giống tiêu vậy. Vậy sử dụng bằng cách nào? Cái này không cần thần chú, đơn giản lắm. Sử dụng thế nào? Thổi được rồi. Thổi được rồi, đơn giản quá. Để con coi nó thổi thế nào.
Mau lên. Hồ Yêu to gan thật, kể cả Nguyễn Thái Gia cũng dám ăn thịt. Tình hình thế nào rồi? Đâu cần phải hỏi, Hồ Yêu vô cùng đáng sợ. Những cô gái mà quen ăn sung mặc sướng như con đây, con mà sơ ý sẽ bị Hồ Yêu nuốt chửng luôn. Nếu như con không muốn chết thì phải nắm cho chắc pháp bảo của mình. Thì ra bác Hồ Yêu nguy hiểm vậy sao? Cô đừng tin cô của con nói bậy bạ. Có cha mẹ đây có gì mà phải sợ. Đi thôi. Mẹ à, con không biết võ công, cho con núp sau lưng mẹ vậy an toàn hơn ha. Núp đi, núp đi. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đi. Dàn quân bố trận. Mọi người chú ý, Lưu Ngữ nghe lệnh, mang đồ đạc con đang cầm đưa vào trong cửa sổ cho thổi hoàng nguyên yên. Lưu Ngữ, Lưu Ngữ, Lưu Ngữ, Lưu Ngữ. Dạ. Có. Mang đồ đạc con đang cầm đưa vào trong cửa sổ cho thổi hoàng nguyên yên. Đi mau. Con hả? Nếu không còn ai đây thì mau lên. Sao chỉ có mình con đi? Mọi người không đi sao? Tất nhiên rồi, pháp bảo của mọi người không như nhau, cho nên phân công khác nhau. Cô mang theo bản hồ sóc, nó chỉ dùng cho lúc dàn trận ở khu rừng phía sau. Còn cha con dùng áp hồ đỉnh, phải ở chỗ trống mới tiện sử dụng nó. Tam thúc của con thì sử dụng bộ hồ võng, chỉ có thể sử dụng trên nóc nhà thôi. Còn cái của con đây? Con sử dụng hoàng nguyên yên, phải đi đầu mới đúng. Con phải thổi khói ngay chỗ gần hồ yêu nhất, như vậy mới khiến cho chúng bị chóng mặt. Gần chỗ hồ yêu nhất hả? Con sợ lắm. Ôi, thì mau lên đi, mau lên. Ôi dạ. Không được, không được, không được. Ôi dạ, dạ, dạ. Ôi, con thấy đau bụng. Con phải đi nhà xí. Ô hô, bỏ cuộc giữa chừng, tử tội tại chỗ. Cô nhìn thấy không? Mẹ à, con lần đầu tiên theo mọi người đi bắt Hồ Yêu, mọi người bắt con đi trước, làm vậy là ăn hiếp con quá. Mẹ cũng đâu có biết làm gì hơn. Lưu Ngữ, qua đây. Qua đây. Đi. Cha cho con biết, cha nghĩ tình con lần đầu ra trận bắt yêu, ai mà không sợ? Đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ con qua bên đó, sau đó con thổi khói, cha mẹ đứng với sao bảo vệ cho con. Con nghĩ coi, con là an toàn nhất, con giống là không cần sắp trận với Hồ Yêu. Được rồi. Đi đi. Cũng may là con dễ mắc lừa. Được. Đại nhân, tôi kính ngài một ly nha. Đại nhân nào. Được mà, được mà. Nào, uống chứ. Mau lên, mau lên. Tiên linh linh, địa linh linh, thần tiên các đời phù hộ cho con, đừng có cho Hồ Yêu phát hiện con, phù hộ cho con nha. Nàng cũng uống đi, thoát quà vậy. Không lẽ mình đã bị phát hiện rồi? Mời. Được, được, được. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Không nên làm cho mình sợ. Thảo tủ lượng. Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đứa bé này ngốc thật. Đâm, đâm. Lão già. Trời ơi, người đẹp à, ta không thể uống tiếp được đâu. Ủa, đây là mùi gì vậy? Ta không thấy ai hết. Có phải là mình quá lo không? Người đẹp ơi, mở đóng cửa sổ lại qua đây đi. Đến nôn ngay. Quá tờ rồi. Không có nhìn thấy tôi. Đừng có nhìn thấy tôi. Người đẹp à. Tam tỷ, muội đến rồi đây. Ngươi là ai? Sao dám vào bổn phủ vậy? Hả?
hồ ly tôi đã bó tay. Thú hầu là hai con. Tính sao đây? Tính sao đây? Tính sao? Tính sao? Không được, tôi phải sử dụng hoàng hồn yên cho bọn họ lộ nguyên hình. Đúng vậy, lần này phải cho thật nhiều khói mới được. Đây là ai? Lão tứ, muội dẫn người đến tiếp tay à? Nè, tỷ đừng nói bậy nha. Muội đâu có quen biết người này bao giờ. Hả? Hay là chúng ta ăn thịt đó trước? Ý kiến hay. Dừng tay! Đừng hòng làm hại con ta. Đi. Cô gái à? Thiên Kinh. Y kế hành sự. Rõ, đại dương. Đại dương, con chó này trúng mê hồn pháp của đại dương. Nghe lời quá trời nghe luôn. Đại dương, lần này có Dạ Khuyển giúp đỡ, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Lạ thiệt, sao không thấy ai hết? Kể cả Tam Thúc Tam Thẩm cũng đi luôn. Thiếu gia. Hả? Xảy ra chuyện rồi thiếu gia. Có chuyện gì có vậy? Có chuyện gì? Hả? Lão gia chẩn người vào làng Bắc Hồ Yêu rồi. Hả? Họ cho chúng ta đi Bắc Hồ Yêu. Không được. Chúng ta mau tìm cách ngăn họ lại ngay. Nè, không được đâu. Sức khỏe hiện giờ của cô chưa hồi phục. Nếu cô liều lĩnh tới đó, vậy thì sẽ nguy hiểm lắm. Vậy phải làm sao đây? Dù sao cũng phải nghĩ cách. Tôi đi đây. Dạ Khuyển ca. Dạ Khuyển ca, huynh đến thật là đúng lúc. Họ đòi đi Bắc Hồ Yêu kìa. Phải tìm ra cách gì đó để ngăn họ. Nè, cửa muội. Trời ơi, thiếu gia chờ tôi với. Cửa muội. Tiểu tử thối, hôm nay ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương đâu. Ôi! Mai rùa đến ngay. Thiếu gia, mau thu nhỏ tay chân chui vô đó đi. Thiếu gia. Thiếu gia. Tính sao bây giờ? Thiếu gia đang ở trong mưu rùa. Trời. Mụi nói đi. Sao lần nào tỷ cũng giành đàn ông với ta hết vậy? Không lẽ tỷ không hiểu hay sao? Quyền lệnh là người mà mụi đã chọn trước rồi mà. Sao tỷ lại giành với mụi làm cái gì chứ? Tại sao? Thế nào là thế nào hả? Tay thư sinh lần trước cũng do ta chọn trước, nhưng mà sau cùng ta cũng vẫn phải chia cho mụi một nửa số điểm. Sao mụi không biết điều chút nào hết vậy? Trời ơi, tình hình lần trước khác hẳn với lần này mà tỷ. Mụi cho tỷ hay nha, tay thư sinh lần trước là mẹ. Tam muội tứ muội, các con làm gì ở đây vậy? Con đang thảo luận với tỷ tỷ nên chia sẻ như thế nào về tay quyền lệnh đó, phải không? Đúng vậy. Tuy hấp thụ tinh khí của đàn ông là một trong những cách ảnh hưởng tới điểm số, nhưng mà các con cần phải ghi nhớ, đừng bao giờ vì giành điểm mà làm hại tới người vô tội, nghe chưa? Đã làm hồ yêu là phải biết tận dụng ưu thế của mình, làm cho bọn đàn ông không thể nào tự kiểm soát. Dạ, mẹ nói như vậy là quá đúng. Dạ phải, con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, không quên câu nào hết. Ý,
Mẹ, con đang nghĩ cửu muội của chúng ta xưa nay chưa từng hút linh khí của đàn ông. Nếu như lần này nó đến Lưu gia có thể thành công hút được tinh khí của Lưu Tứ Hỷ, chúng ta sẽ cho cửu muội tham gia cuộc thi hồ ly tinh nha mẹ. Cửu muội vẫn còn nhỏ tuổi, huống hồ Lưu Tứ Hỷ là con mồi đầu tiên của nó. Lưu Tứ Hỷ còn là kẻ đối địch của Linh Sơn chúng ta. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến mẹ cảm thấy kiêu hãnh. Cho nên các con mặc em nó làm gì thì làm, mẹ hy vọng là nó mã đáo thành công. Mẹ đặt hy vọng ở cửu muội cao như vậy. Nếu như có một ngày cửu muội mà biết được thì nó nhất định sẽ không làm mẹ buồn lòng đâu. Đúng vậy, nhưng mà mẹ cho nó khoảng thời gian dài như vậy, nhưng sau cùng vẫn là hai bàn tay trắng, có khác gì đã làm mất mặt mẹ đâu chứ. Sao vậy, người ta nói sai hả? Tấu chương của yêu giới chất đống còn chưa phê duyệt, cũng không biết là bọn họ có gây rắc rối gì nữa không. Tài muội, con đi với mẹ.